Xin tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em 5 hệ thống hiệu ứng đơn giản, dễ làm nhưng rất là hiệu quả trong cái việc chúng ta biên tập video với Adobe Premiere Pro. Thì cái hiệu ứng này thì nó rất đơn giản thôi. Hầu hết là mình đều sử dụng những cái hiệu ứng có sẵn ở trong Adobe Premiere. Nên những cái nào anh em biết rồi thì thôi, còn những cái nào anh em chưa biết thì coi như là chúng ta biết thêm được một chút gì đấy. Thì cái video này thì mình không có đính kèm cái file video ở trong cho anh em, nên là anh em có thể lấy bất cứ một cái video nào trên mạng về để anh em có thể tiến hành edit nó và làm cho nó làm sao cho nó phù hợp và ứng dụng được cái hiệu ứng này vào. Thì ở đây thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái hiệu ứng được gọi là cycle trong Adobe Premiere Pro. Đây thì chẳng hạn bây giờ mình sẽ tạo một cái sequence mới, thì anh em new item, chọn sequence. Ở đây mình sẽ tạo là demo 2. Đấy, thì mình sẽ copy sẵn hai cái file demo từ bên kia của mình sang luôn. Đây mình copy sang đây luôn. Đấy cho nó tiện. Thì ở đây mình sẽ reset hiệu ứng của nó đi. Đây mình sẽ xóa cái hiệu ứng cycle đi. Đấy. Rồi, thế anh em thấy ở đây là mình có một cái file video như này. Đấy, và bây giờ thì anh em sẽ làm như sau. Chẳng hạn là anh em import hai cái file vào, nó xếp ngang như này chẳng hạn. Thì anh em sẽ để cái chuột vào đây cho mình. Đấy, và điểm neo giữa cả hai cái. Sau anh em ấn 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, cho mình 5 phát thôi. Sau anh em kéo cái video xuống, anh em để vào đây. Thì tại sao mình lại chỉ lấy có 5 frame? Thì thông thường thì đã là transition ý, thì quan điểm của mình là nó phải chuyển vụt một phát luôn, chuyển bay veo cái, đấy, cho nhanh đấy, chứ không phải là chuyển rất là lâu. Đấy, nên là chúng ta sẽ để 5 chẳng hạn. Sau anh em vào một effect ở trên đây, anh em search cho mình cái hiệu ứng được gọi là cycle. Đấy, cycle đây, anh em kéo xuống, thả lên cái video ở đường trên. Thì nó sẽ bị báo đỏ như này nhá, bởi vì là nó là hiệu ứng phải render mà. Sau đấy thì anh em sẽ vào effect control, anh em kéo xuống, anh em thấy không, ở đây chúng ta có một hình tròn ở giữa này, anh em sẽ căn cho mình cái đoạn đầu đây về đúng cái đoạn đầu tiên này này, đoạn giao của cái đầu video này. Đấy, anh em chỉnh cho mình cái cycle này ở đoạn này, tích cho mình cái đồng hồ đây, radius ở đây anh em để cho mình nó thành không. Rồi sau anh em sẽ kéo cho mình nó đến cái đoạn giao giữa cả hai video như này. Đấy, đoạn giao như này. Đấy, anh em sẽ chỉnh cho mình cái radius này lên to. Đây thì anh em nếu anh em để sát quá không thấy như này, anh em có thể kéo dịch cái keyframe này vào trước đã. Đây kéo dịch vào. Sau chúng ta cũng kéo dịch cái này vào để nhìn hết cái hình tròn đã. Anh em kéo đi làm sao cho nó full hết cả màn hình ra. Đấy. Rồi. Ok, rồi anh em lại ấn vào, anh em ấn vào đây. Đấy, ấn vào keyframe này, anh em chuột phải. Anh em chọn cho mình cái gọi là easy in. Đấy. Đây đây mình đang bị lập cái keyframe này, mình phóng to lên. Đấy, mình xóa bớt đi. Đấy, anh em chọn cho mình là Easy In. Sau đấy thì anh em sẽ chỉnh cho mình cái tham số đây thành Inverse Cycle. Đây, Inverse tức là nó sẽ Inverse từ trong ra, cái video này hiển thị từ trong ra. Đấy, anh em kéo nó đến đây chẳng hạn, kéo nó về đây. Đấy, xong mình sẽ cho anh em xem thử cái thành quả. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ chỉnh cái tham số nữa ở đây. Đó là anh em sẽ chỉnh cho mình cái blending model thành Stencil Alpha. Đấy, thì như thế thì anh em sẽ có cái đoạn mở đầu. Đấy, nó nhanh như thế. Thấy không? Tuy nhiên ở đầu ban đầu kia thì mình có sử dụng thêm một cái hiệu ứng được gọi là Gaussian Blue để cho nó đẹp hơn. Thì anh em vào đây Effect này, anh em search cho mình cái Gaussian Blue. Đây, Gaussian Blue. Em add nó vào tiếp trên này cho mình. Em click vào, vào Effect Control. Đây, sau anh em lại tích cho mình cái mục Blue này. Tích cho mình Repeat It Pixel để khỏi tối bốn góc. Xong rồi anh em sẽ chỉnh cho mình cái mục này là không, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh một cái gần đến đây. Anh em cộng trừ để phóng to lên nhé. Đây em cộng trừ để phóng to lên. Đấy, kéo xuống. Thì ở đây mình sẽ chỉnh một cái tham số là 50. Đấy, xong mình sẽ kéo nó ra đây. Mình sẽ chuột phải vào, chọn nó là Easy In đi. Đấy, anh em sẽ xem thử. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đấy, hiệu ứng của chúng ta đây. Đấy, nó sẽ hiển thị như này. Thì đấy là cái hiệu ứng thứ nhất mà mình muốn giới thiệu với anh em. Thì cái hiệu ứng thứ hai mà mình muốn giới thiệu với anh em nữa, đó là một cái hiệu ứng mà chúng ta sẽ sử dụng một cái effect rất quen thuộc, đó là effect gradient whip ở trong cái mục effect của Premiere. Thì mình sẽ copy hai cái file sang tiếp. Đây, mình sẽ paste nó sang đây cho anh em dễ nhìn. Đấy. Đấy, mình sẽ xóa những cái effect đi. Mình sẽ xóa cái gradient whip này đi. Đây, chúng ta gradient whip. Thì anh em cũng xếp cho mình theo cái trình tự gọi là 5 hoặc 10 frame
Anh em căn đấy thôi, xem anh em ấn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, anh em căn cho mình 10 frame chẳng hạn. Như thế, xong anh em xếp video xuống dưới. Ở mục Effect, anh em search cho mình tiếp. Hiệu ứng được gọi là Gradient Whip. Đây, Gradient Whip đây. Anh em kéo nó xuống đây. Anh em kéo đúng cái Transition nhé. Gradient Whip Transition ý. Chứ không phải Gradient Whip ở dưới đâu. Gradient Whip Transition. Thế anh em vào cho mình Effect Control. Anh em thấy chúng ta đã có Gradient Whip ở đây. Thì cái Gradient Whip này nó là cái hiệu ứng để mà chúng ta tạo ra hiệu ứng theo kiểu như này. Đây, theo kiểu hiệu ứng ban đầu đây. Cho anh em xem ở đây. Đây chẳng hạn, chúng ta sẽ có cái Gradient Whip đây. Đấy, nó sẽ bị hiệu ứng giật giật như này, trông nó kiểu như này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm. Thì đầu tiên ở đây anh em sẽ tích cho mình cái mục này là Transition Completion này là 0. Đấy, tích như này. Đấy, ở mục này. Đây là mục chúng ta kéo lên đây. Đấy, anh em tích tạm đã. Đấy, chúng ta tích tạm đã. Rồi, tích tạm vào. Ở đây chúng ta tích lên 100 đi chẳng hạn. Đấy, nó chuyển sang bên này. Sau anh em kéo cái này về đây. Đấy, kéo về điểm cuối, chuột phải. Chọn cho mình cái này thì mình sẽ chọn Easy Out. Đây, để xem thử. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ chuyển như này. Thế đây là cái hiệu ứng thứ hai. Cái hiệu ứng thứ ba nữa mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Ở đây nó là một cái hiệu ứng được gọi là Transform. Hiệu ứng này khá là hay và được dùng rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ copy hai cái file nguồn ở đây sang cho anh em nhìn. Đây, mình sẽ copy hai cái file nguồn sang đây. Đấy. Rồi, chúng ta ghép nó vào nhau như này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm kiểu gì? Thì anh em sẽ đặt cho mình cái này vào giữa nhá. Anh em đặt cho mình cái điểm này vào giữa, điểm giao giữa cả hai cái video. Sau anh em làm gì? Anh em tiến sang phải và tiến sang trái cho mình mỗi bên 10 lần bằng cái gọi là phím trái và phải trên bàn phím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh em dùng phím C. Đây, anh em click vào đây, Razor Tool cho mình. Anh em cắt cho mình phát, xong chúng ta lại về giữa đây. Chúng ta lại tiến sang bên tay trái. Đây, chúng ta tiến sang trái. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, rồi, như vậy. Xong anh em sẽ bôi cả hai cái này lại cho mình. Anh em chuột phải, anh em chọn cho mình là Nest. Anh em đặt nguyên duyên cho mình, Nest sẽ quần lại. Rồi anh em search cho mình một effect, một cái hiệu ứng được gọi là Transform. Đây, Transform đây, Distort Transform. Anh em thả vào là Nest Sequence cho mình. Đấy, sau khi đã thả vào đây rồi thì anh em vào một Effect Control. Chúng ta có một cái Transform như này. Thì anh em sẽ căn cho mình cái điểm đầu tiên là ở đây. Anh em tích cho mình cái Scale ở đây là 100. Sau anh em tiến tiếp cho mình 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, khi nó sang đến hiển thị được cái vị hình video thứ hai này nhá, anh em để cho mình cái này là 300. Sau anh em tích tiếp cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, chúng ta cứ để lại 8 đã. Sau anh em về 100 cho mình, xong anh em kéo nó vào đây. Đấy, xong anh em chuột phải, chọn Easy In cho mình để nó tạo hiệu ứng chuyển. Anh em chọn cho mình cái này là Auto Bezier, đấy, để nó cân bằng. Và chọn cho mình cái này là Auto Easy Out. Đấy, như này, anh em nhìn thấy không? Đấy, chúng ta sẽ có hiệu ứng như này. Thì thông thường cái này mình khuyên anh em là chỉ nên để 5 frame thôi, như ở cái đầu của mình. Nhưng ở đây mình làm chậm để cho anh em dễ nhìn được cái hiệu ứng hơn. Thì nếu chương chỉnh như thế này thì nó thô quá, thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta sẽ chỉnh cho nó có độ mượt đúng không? Thì anh em chỉnh cho mình cái này thành 360 đi. Đấy, anh em thấy hiệu ứng mờ không? Đấy, nó sẽ có hiệu ứng mờ mờ này. Đấy, đấy, đấy. Anh em thấy chưa? Hiệu ứng mờ. Đấy, thì đấy là cái effect thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục một cái effect nữa, được gọi là effect thứ tư. Tức là cái này mình đã từng có một cái video hướng dẫn anh em rồi. Đó là cái hiệu ứng kiểu nhấp nháy ấy, x-quang, nhưng mà cái kia thì cách mình làm nó khác. Thì anh em muốn xem cái cách làm đấy thì anh em xem một cái video trên phần mô tả của mình đề xuất ở đây. Còn ở đây thì mình sẽ dẫn anh em một cái cách làm nó dễ hơn. Đây, mình sẽ copy hai cái file xuống qua đây. Đây, mình paste xuống đây. Sau đấy thì anh em sẽ tạo cho mình một cái color mesh. Thì anh em chuột phải new item, tạo cho mình cái color master. Ấn ok. Rồi anh em tạo cho mình cái color mesh này là màu trắng. Đấy. Rồi anh em ok cho mình. Rồi anh em kéo nó vào đây cho mình, kéo nó vào giữa đây cho mình. Đây, kéo nó vào đây đã. Đấy. Anh em căn cho mình mỗi bên là 5 frame thôi. 5 frame, 1 2 5 frame là được, anh em chỉ cần căn cho mình mỗi bên 5 frame thôi. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, về giữa cho mình 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, đấy. Sau anh em sẽ co cái đường ở trên này lại. Đấy, co nó lại. Đấy, rồi. Anh em co nó lại. Đấy, anh em co nó lại thôi. Xong co tiếp sang bên này. Làm sao nó ở 5 frame như này. Đấy, nó cân như này là được. Rồi, nó cân rồi. Thì sau đấy anh em sẽ vào cho mình mục click vào cái color mesh này. Anh em vào opacity, anh em chỉnh cho mình cái này nó thành cái different. Anh em thấy không? Đấy, hiệu ứng x-quang đây, x-quang. Rồi anh em sẽ
Gõ cho mình vào đây, anh em sẽ để cho mình 1, 2, 2 nấc đã, 2 nấc đi, 1, 2. Rồi anh em sẽ chỉnh cho mình opacity này. Đầu tiên là để xem nào, đầu tiên là 100%, đầu tiên mình sẽ để là một để không đi, đầu tiên mình để không. Anh em sang cái click một phát, anh em gõ cho mình là 100. Click một phát, anh em lại về cho mình là 0. Rồi click một phát, anh em lại lên cho mình là 100. Đấy. Xong anh em lại tiếp sang bên này, click phát cho mình về 0. Đấy, click phát nữa thành 100. Đấy, sẽ click phát nữa về 0. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhá. Đây, hiệu ứng này. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ nhấp nháy này. Đấy. Đấy, thì gọi là hiệu ứng X-quang đơn giản ở trên Adobe Premiere. Đấy là cái hiệu ứng thứ tư mà mình giới thiệu cho anh em. Hiệu ứng cuối cùng vẫn là hiệu ứng thứ năm, đó là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái hiệu ứng theo kiểu slide chuyển. Đấy, thì hiệu ứng này cũng rất dễ thôi. Mình sẽ lại copy hai cái file demo ở đây sang cho anh em. Đây, mình sẽ copy hai cái file demo ở đây. Đấy, copy sang đây. Đấy, xong paste sang đây. Rồi. Đấy. Thì hiệu ứng này chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng được gọi là push ở trong cái Premiere. Thì anh em cũng lại tạo cho mình một cái color mat tiếp, new item đây, tạo cho mình color mat. Anh em có thể chọn cho mình màu bất kỳ nhá. Màu gì cũng được. Ở đây chẳng hạn chúng ta sẽ chọn cái màu hồng hồng này đi. Đấy, ok. Rồi anh em ấn ok cho mình. Lưu ở đây là màu hồng đi cho dễ nhớ. Rồi. Sau anh em sẽ để ý cho mình cái hiệu ứng này, như anh em thấy ở đây này, như anh em thấy hiệu ứng này của mình ở đây này. Anh em thấy không? Nó sẽ làm cái hiệu ứng chuyển như này. Đấy, thì anh em cũng căn cho mình là anh em sẽ căn cho mình 5 sang trái và 5 sang phải. Đây một để mà chúng ta căn cái color mat thì anh em kéo color mat vào đây. Đây kéo cái color master vào đây. Đây cái màu hồng đây, anh em kéo để ở đây cho mình. Đấy. Theo anh em để giữa anh em căn cho mình à. 1 2 3 4 5. Đây, anh căn anh em cắt cho mình. Đấy, bỏ cái đoạn còn lại đi. Anh em lại căn tiếp cho mình sang này, 1 2 3 4 5. Anh em kéo sang. Đấy, cho nó cân, để cho nó cân cả hai bên. Sau anh em sẽ để cho mình cái chuột ở đây nhá, cái thanh timeline này, ở đoạn đầu này. Vào effect, anh em search cho mình hiệu ứng được gọi là push. Đây, push đây, slide push, anh em kéo nó vào đoạn đầu. Đấy, để nó vào đoạn đầu cho mình. Sau anh em click vào đây, click lên hiệu ứng push này nhá. Sau anh em co nó lại, nó sẽ hiện một cái biểu tượng này. Như anh em đang nhìn thấy trên màn hình của mình, nó hiện một cái biểu tượng như này. Anh em co nó lại vào giữa. Đấy. Sau anh em lại kéo sang bên đầu này, để cái này sang đầu, anh em lại tiếp tục kéo cho mình cái push vào đây nữa. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, thì như thế. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ có hiệu ứng chuyển màu như này. Thì bây giờ là làm sao để có thể cho lên nhiều màu hơn ở trên cái color mesh này, thì anh em sẽ tạo một cái color mesh nữa. Đây chẳng hạn mình new item đây, color master, mình sẽ tạo ok, mình tạo một cái color mesh màu trắng chẳng hạn, mình new là màu trắng này. Đấy, xong anh em sẽ kéo màu trắng vào đây, kéo nó vào đây. Đấy, anh em cắt đi. Đấy, anh xóa đi. Xong anh em lại vào push đây, anh em add hiệu ứng như mình làm. Anh em add nó vào đoạn đầu này. Đấy, xong anh em co nó lại vào giữa này. Em đây anh em co nó lại vào giữa đi, click vào đây. Đấy, co nó vào giữa. Rồi anh em lại kéo cái chuột về ban đầu như mình bên này. Add nó vào đầu đây. Đấy. Em sẽ xếp cho hai cái này nó lệch nhau ra. Đây chẳng hạn. Đấy, anh em thấy không? Đấy, chúng ta sẽ có hai màu luôn. Thì như vậy là vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho anh em 5 cái hiệu ứng cực kỳ dễ làm, cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả để tạo effect chuyển cảnh ở trong Adobe Premiere Pro. Thì nếu anh em thấy video này hữu ích thì anh em đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, nhấn biểu tượng chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau.